Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy trình lọc ảo là việc sử dụng phần mềm xét tuyển để lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn và các trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà trường gửi lên hệ thống. Điều này đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng duy nhất một phương thức trong danh sách nguyện vọng thí sinh đăng ký đủ điều kiện trúng tuyển, theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn. Việc lọc ảo được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ hôm nay 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Quy trình này sẽ được thực hiện 6 lần. Sau đó các trường sẽ tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần thứ 6 và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị cũng hình thành hai nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì và nhóm lọc ảo phía Nam do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh điều phối. Hai nhóm lọc ảo này sẽ thực hiện quy trình riêng để cùng lọc với hệ thống chung của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm cho kết quả chính xác nhất. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2024. Chậm nhất 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển. Trước 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.